Rồi chào em Diễm nha. Hôm nay Út Hà lại ghé thăm em. Rồi hồi sáng giờ em ở đây có đi mua gì ăn chưa? Có ăn rồi nhưng mà nghỉ mệt đừng chuyện làm sao mua xuống mới đi nữa. Rồi ăn rồi phải không? Dạ. Rồi bữa hổm Út Hà có nhờ em viết niệm Phật á, em viết được chưa? Xong chưa? Viết xong rồi. Ồ giỏi vậy, đâu đưa cho Út Hà kiểm duyệt cái coi nha, kiểm duyệt rồi mình đánh lương. Khoan, để Út Hà để cái máy xuống. Mua Phật. Em máy xuống kiểm duyệt coi em Diễm viết được không. Được rồi mình đưa tiếp tục ha cả nhà. Ngồi đi cưng, ngồi xuống đi. Được nè cả nhà. Nè. Đó. Hết luôn rồi đó ha. Giỏi quá. Rồi cái viết còn đúng không? Còn mực đúng không? Rồi vậy bây giờ Út Hà sẽ nhận cái cuốn này. Xong rồi cho Út Hà mượn cây viết coi. Út Hà ghi cái tên vô đây. Ghi tên vô đây để về Út Hà đốt cho em. Em tên là cái gì? Tên Trần Thị Diễm. Trần hả? Hồ Nguyễn Bác Hổ. Trần Thị Diễm. Như tuổi con? 42. Rồi 42 tuổi. Rồi chị ghi như vậy để chị về chị sẽ đốt và hồi hướng công đức cho em. Rồi cái công của em nè, cái viết nè, cái công của em viết. Rồi để thì cưng đã viết xong cuốn tập rồi thì cái phần tiền á là 100.000. 100.000 này của cô Ba Đồng Nai. Cô Ba Đồng Nai cổ chuyển 100.000 nữa tiền viết niệm Phật cho cổ. Thì Út Hà sẽ về đốt cái cuốn đó và sẽ nguyện hồi hướng công đức. Hồi hướng công đức cho nhất là cho em Diễm, nhì là cô Ba Đồng Nai để được hưởng nhiều sức khỏe và nhờ tiêu tan chướng nghiệp ha. Thì tiếp tục thì Út Hà cũng đưa cho em thêm một cuốn nữa ha. Em viết ở đây mới có một hàng một nè, thì em viết tiếp tục. Ý em hồi nãy muốn hỏi làm sao? Dạ. Nãy ý em hỏi làm sao, em muốn hỏi làm sao em hỏi đi. Như mướn gì, có người là muốn làm nữa không, chỉ muốn là vẽ gì nè. Có người muốn viết như vậy hả? Dạ. Người đó ở đâu? Cũng như cái người mà người ta đang rảnh, rảnh ta không có sở làm đó. Ừ. Ta nói bây giờ viết cuốn gì cho 100.000 ta chịu được nhận. Vậy đó hả? Dạ. Ờ, nhưng mà cái là Út Hà đặc biệt cái là Út Hà đi cho những em nào mà cơ nhỏ giống như em. Ờ, còn người ta có nhà có cửa, người ta có sức khỏe để cho người ta lao động, người ta tự sống. Dạ. Ừ. Cũng như em đi ở vất vả ngoài đường rồi vậy nè, rồi không có làm cái công việc ổn định, không có tiền, rồi cho nên là Hà mới chiêu viết như vậy để trả tiền công thôi. Còn như những người nào người ta có nhà cửa là nói mà thí dụ mà mướn viết cuốn 100 á, mấy người mà viết chữ á, giống như Út Hà viết ngày cầu 4 cuốn luôn á. Dạ. Ừ. Ở xong rồi viết. Đúng rồi, nếu mà ví dụ Út Hà mà lãnh viết đi, Út Hà nghĩ là giờ mình làm lao động ngày cũng bé 100.000 thôi để Út Hà viết. Dạ. Út Hà viết ngày trong mát luôn, làm việc trong mát từ sáng đến tối luôn, tới giờ ăn cơm ăn rồi tiếp tục rồi viết là ngày 4-5 cuốn luôn, 4-500.000. Nhưng mà ở này người ta không có kêu những người đó. Ta chỉ kêu những người cơ nhỏ. Dạ. Đó. Tại vì bây giờ làm hồ ra ngoài nắng đó. Ừ. Nó ngày cũng làm cũng cực đó. Ừ. Cực, ra ngoài nắng cực. Thì như vậy đó, thì cưng dạ cưng tiếp tục cưng viết vậy đó. Mà cưng nhớ là trong cái cuốn đó là nó có A Di Đà Phật đó, có Đức Phật A Di Đà. Cho nên là cưng đừng có để chỗ dơ. Hiểu không?
giữ sạch sẽ như cuốn đó vậy là được rồi đó. Nhưng mà cái người nào hỏi viết à, người nào á à? Cũng như quen ông Sáu, ông Sáu vậy đó. Ông nói ông Sáu hỏi những người nói ta mướn ông viết diện cuốn 100 ngàn, ông chịu viết không? Nó chịu, ở trong mát làm gì không chịu. Ông Sáu là cái ông mà thường đem cơm cho cưng ăn hả? Không, ổng bây giờ cũng như quen ổng mà tại thấy ông hiền. Rồi ổng tán tình ổng như biết là phước gì đó hơn người ta. Ổng ở đâu? Ổng ở cầu Tàm Bốt á. Ổng giàu không? Nghèo. Ổng nói ngay ổng thì ổng có cái làm phước nhưng mà ổng có cái nét cho chị em ổng thương ổng lắm. Vậy hả? Dạ, còn mình cái dạng mình thì đi ra đi sợ người ta không thương mình. Vậy thôi thì nữa cưng trả lời với ổng cũng như ổng cũng còn người thân, còn em Út thương thì được rồi. Còn tại vì người ta kêu viết là giống như ai có những cái hoàn cảnh khó khăn như con vậy người ta mới kêu nói vậy ha. Trả lời giùm chú Hà nha. Thì em Diễm đã viết hoàn thành xong một cuốn niệm Phật rồi đó cả nhà. Thì em viết đi chừng nào bữa với hai là xong đúng không? Bữa hôm qua là viết rồi chưa? Dạ, bữa chắc bữa hai bữa là xong. Dạ. Tại vì ngày bây giờ Út đưa bữa ngày hôm kia, hôm qua Út không lại, bữa nay lại là xong. Dạ. Thì cách bữa Út lại là Út lấy là xong đúng không? Dạ. Xong rồi Út đưa cuốn khác. Nhưng mà đặc biệt là em viết thôi nha. Dạ. Rồi em viết vậy là một câu vậy, em có nghĩ trong đầu em là Nam Mô Di Đà Phật không? Có, nghĩ. Mình nghĩ mình mới viết ra được cái câu đó đúng không? Dạ, nhưng mà cái dạng như mình phải làm gì phải cho nhanh lẹ chứ giờ nó ngay giờ chậm quá rồi, nó ngay thì mình chậm quá thì nó ngay rồi cũng như là thua người ta. Thì đó. Có gì đâu, bây giờ cái viết niệm Phật này là em chỉ thời gian em rảnh, em ở trên xe vậy nè. Rồi em ngồi ở đây nắng rồi em buồn rồi em lôi ra em viết niệm Phật rồi em tưởng tới Phật, đừng Phật tưởng mình vậy thôi. Dạ. Có gì đâu. Chứ đâu cần phải nhanh đâu, thấy không? Dạ, thì... nói một lâu viết một câu, lâu không viết một câu. Không phải viết vậy nó lâu. Dạ. Mình cứ viết Nam Mô A Di Đà Phật rồi xong mình viết tiếp tục. Dạ. Rồi khi nào mỏi tay thì mình nghỉ một chút. Mà chứ không phải là Út Hà kêu cưng phải viết đấm đầu viết hoài hay là Phật là lâu lâu mới viết một câu, không? Dạ, phải dạ, vậy dạ. Wow, rồi gánh gánh việc thì mình niệm Phật. Gánh việc làm thì đó rồi cưng viết lai ra vậy thôi rồi. Dạ, dạ. Rồi cái mình viết xong rồi thì mình mỏi tay mình ngưng rồi hồi lúc mình viết nữa vậy đó. Rồi là nữa cưng trả lời với chú Sáu đó giùm ha. Là Út Hà chỉ không, ổng không có hỏi nhưng mà tại em thử ổng không nói vậy đó. Ý là em thấy công việc này cũng làm được. Dạ. Cũng kiếm tiền được nên muốn giới thiệu cho ông Sáu để ông có công việc làm đúng không? Dạ. Thì vậy cũng cảm ơn em nhưng mà thật sự là người ta chỉ giúp cho những người cơ nhỏ thôi. Dạ. Còn ổng có người thân, ổng có gia đình, có nhà cửa thì Út Hà không có kêu. Dạ. Giống như cái này là cũng có duyên á, có duyên mới được. Cũng như giờ mình là cái sự nào đó, mình buồn đó thì kêu viết cái câu niệm Phật ra để mình nhớ cái câu đó. Nhớ câu đó cái mình từ bi hỷ xả hết. Dạ. Mình không buồn không giận ai hết ha. Nó nãy Út mua lại ca cà phê để nước đá nhiều đó, uống đi cho nó đã khác. Dạ. Cái bữa đó lại chị thấy con khu queo không có miếng nước nó chịu gì nổi. Dạ, bữa nay cũng quên mua. Quên mua mà vậy đem lại ca nước đá với cà phê vậy chắc vui ha. Chúng ngay chăng cái ý của mình luôn phải không? Mới gì khi mới chạy ngang cho gì? Cái chai nước trà nè. Cái nào? Trà xanh. Vậy hả? Cổ đi mua, chắc cổ cũng ghé, cổ mua, cổ thấy cưng ở đây rồi cổ mới ghé cho. Mấy người ta đi ngang gì nè, đi ngang cái người ta có đồ, ở đây là mướt lắm. Có khi người ta cho gạo, cho tiền. Rồi có khi người ta cũng có da chai nó xách ra luôn, ta không bỏ gác đem ra ta cho mình ha. Dạ. Vậy cũng quý rồi. Cái canh đồ thì bỏ không nói gì, còn cái cơm đó đó cưng đừng có liệm vậy. Liệm nó cho chuột ăn đó, vậy mà chuột bữa nào cũng ăn hết trơn. Nó ăn được không? Được, cưng cho mấy con chuột nó ăn chứ đâu. Chứ không mấy cưng đổ ra ngoài phơi để cho người ta co cặn ăn. Đi cặn heo á, cái con luyện vậy tội á, biết sao mình phải cố gắng mình
kỹ lưỡng về cái cơm gạo á. Cơm thì quan dưới cho cá ăn cũng phước nữa, mà đời lại vậy đó, chuột cũng lợi nó ăn. Nó chuột ăn cũng mình cũng có phước nữa. À, mới đây thấy một đống vỏ dừa này, chắc hai vợ chồng bán dừa lại đây nó lột, nó bỏ vỏ ở đây quá. Lột dừa khô á. Có cưng đây không? Không, không biết người đó nữa. Đông quá đông đâu biết ai. Vợ mập á. Vợ mập bành kia đó, có ba đứa con ngồi xe á. Cũng đi bán dừa đó, bữa Hà cũng giúp cho nó đó. Thấy đi bán dừa. Thì hồi nãy cứ hỏi tiền đó ai trả. Rồi tiền cuốn tà mà cái tiền mà trả tiền công đó là của cô ba Đồng Nai. Ở Đồng Nai cô, à? Cô ba ở Đồng Nai 72 tuổi. Cô cũng lớn tuổi rồi, cô cũng không làm gì. Mà cô thường hay giúp những hoàn cảnh khó khăn, những cuộc đời cơ nhỏ, cô nhín cái phần ăn lại, giống như một cái tinh thần tương thân tương ái, cô giúp giống như là lá lành đùm lá rách gì đó. Hay vậy giờ cô kêu em niệm Phật rồi cô trả tiền ha, nhưng mà em đâu có bao giờ em niệm em nhớ đâu, em niệm xong chút em quay em làm việc khác rồi đâu có biết là em có niệm hay không, đúng không? Rồi á, kêu cô viết ra vậy, cô kêu em viết ra vậy đó, rồi cuối cùng mình làm sao cũng hồi hướng công đức cho em, nhưng mà em viết ra được cái đó cũng hồi hướng công đức cho em thôi chứ cũng không phải cho ai hết. Nó thì Út Hà về thì cũng nguyện giái mười phương chư Phật á, là trước á là cô ba Đồng Nai, sau á là em Diễm, là hai người đã tác hợp nên nó mới được một cái nguyên bản là Nam Mô Di Phật nguyên cuốn như vậy. Thì con mới nguyện xong rồi con đốt để hồi hướng công đức cho hai người vậy đó. Em thấy em có lợi không? Mình viết xong mình có tiền, mình có thể mua cơm, mua bánh, mua gì ăn. Rồi cưng trong tâm, cưng mỗi câu viết được cái cưng cũng có phải niệm Phật rồi, đúng không? Cưng nghĩ ra được cưng mới viết. Chứ hay giờ cưng đang viết chữ Nam Mô Di Phật mà cưng nghĩ tôi đang đây làm gì? Hay khi mình niệm Phật á, mình viết mình niệm Phật, người ta lỡ tao nói chuyện cái mình quên mà không nhớ. Không có nhớ nói chuyện người ta luôn hả? Dạ, người ta đang nói rồi mình viết gì đó mình không vậy nhớ đó, luôn. Ồ, nó mê đó. Dạ. Kiểu mà mình viết rồi mình hăng sai cái chữ niệm Phật mình đó. Nghe người ta cái đầu mình làm như mình quên cái chữ này chứ. Thì đó, cho nên là mình viết là mình không quên. Thí dụ mình nói chuyện rồi đi, nói hồi mình cũng nhớ lại cái trách nhiệm mình đang niệm Phật đó, mình viết vô. Còn mà mình nói chuyện mình niệm bằng miệng á, có ai lại nói chuyện cái mình nói miết luôn à. Tại mình đang ngồi buồn á, có ai lại nói chuyện mình ngồi nói hoài mình đâu có nhớ niệm Phật. Nhưng còn mình có viết rồi cái mình nhớ lại, phải không? Thì quý lắm đó, cưng cố gắng viết giống y vậy đó, viết từ từ rồi cái bữa hai bữa cô lại cô lấy. Bữa đó thấy cô viết là còn đẹp, viết hổm gà chưa gọn cuốn nữa kìa, bé đẹp viết chữ cũng nhanh nữa, cũng đẹp nữa mà viết hổm gà không gọn cuốn đó, cũng do cái duyên của người ta đó, ta viết chưa được á, ta chưa thành công á. Rồi thôi vậy Út Hà cũng chia sẻ cái clip em vậy thôi ha. Rồi bữa nay mấy hôm gài có học bài hát gì không? Hát một bài nghe chơi. Không có ai chứ, có hai chị em mình là hát một bài đi. Hát gì giờ? Hát bài gì cưng thuộc đó, cưng cứ hát. Không, không biết hát. Chứ biết làm gì? Biết đọc giảng mà. Ừ. Vậy thôi giờ cưng đọc giảng một khúc đi. Bây giờ cũng quên rồi, bây giờ đi quá rồi. Quên không biết rồi, có khi mình đọc cái ông đắc thì mình quên cái câu đó. Mình đọc vài câu thôi, đâu có đọc hết cuốn đâu, hết cuốn đọc gì nổi. Đọc một đoạn nào vậy thôi. Bây giờ bài niệm Phật thì cũng quên luôn. Bài cũng quên luôn. Vậy thôi bây giờ như vậy đi. Lần sau Hà đến sẽ đem cho cưng cái cuốn thi văn giáo lý. Chịu không? Dạ em có, để nhậm sao à. Nhưng mà có khi mình màng đó rồi mình không có rảnh mình đọc cái, bây giờ mới rảnh đó. Có khi không rảnh rồi mình để cái cuốn giảng đó mình để rồi mất công tội. Đó, không, ý là Út Hà đem theo để đây cho cưng đọc xong Út Hà đem về. Đọc một đoạn, hai đoạn trong đó thôi rồi mình đi về, đem về. Vậy được không? Được.
được, nhưng mà tự nhiên bắt ca rồi bắt được giảng bài. Tốt, có gì đâu. Ví dụ em ca được thì em hát, còn hát không được thì em đọc giảng chia sẻ cho người ta nghe, quý lắm á. Lời vàng tiếng ngọc của thầy rất là quý. Nhưng mà em mà chia sẻ ra được là người ta quý dữ lắm luôn. Ha. Vậy đi, rồi lần sau Hà lại đem cái cuốn giáo lý chữ bự bự không à, cho con đọc, đọc chừng trang vậy thôi, mến vậy nè. Đọc bài nào không bài đó. Nên theo như con có biết cái tựa gì không? Nhớ không? Còn nhớ không? Nhớ câu mà Trọng Thị Mỹ Châu đó. Cái nhầm cái câu đầu mà nói kêu bằng Mỹ Châu ơi, hỡi Mỹ Châu. Đó, mời kêu bằng mời cái người xấu á. Rồi gọi cái để sầu cho cha đó. Cái câu đó Đức Thầy dạy. Là có hai câu đó ha. Vậy là nữa đem cuốn sách lên lựa ngay bài đó cho cương đọc ha. Phải không? Lựa ngay bài đó đọc ha. Đọc thôi, nhưng đọc thì đọc được, nhưng mà cắt cái tiếng ca lên thì nó mệt lắm. Thì mình đọc thôi, giống như mình không diễn ngâm, mình đọc thôi, phải không? Còn ta diễn ngâm là ta ngăn nha, còn mình đọc thôi, mình đọc mình không có diễn ngâm, đọc như nãy cương nói vậy đó. Rồi thôi Úc Hà cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì chúc em an lành vui vẻ ha, cố gắng viết niệm Phật cho nó giỏi ha, viết rồi từ từ cái trong tâm của cương niệm Phật rành luôn à. Nha. Rồi. Thôi chào nha. Cưng chào khán giả đi.